kể con nghe, lúc xuân về mẹ thường tăng ca thêm vài giờ, về nhà đêm khuya và rồi sáng mẹ dậy tỉnh mơ. Vì mẹ luôn mong rằng nhà ta Tết đến có nhiều chút trong nhà, chút bánh chút trà chút hương hoa, giàu có chút khi xuân qua. Mẹ nhớ tôi giao thừa đến nhà và con ngồi ở trước hiên trường, cay cay nước mắt rơi mẹ chợt nhận ra gia tài của mẹ là đầy cần gì xa. Tết đến về bên nhau cần chi phải ước mơ sang giàu, vì giàu của mẹ kể mẹ nghe. Tết năm xưa bầy biển đơn sơ chút mực dừa, vậy mà vui sao vì cả nhà mình Tết bình an bên nhau. Chỉ cần năm nay cả nhà ta có bố có mẹ có ông bà, có sức khỏe luôn sạch khuôn vui cười thì Tết năm nay giàu to nhà. Tết đến về bên nhau cần chi phải ước mơ sang giàu, vì giàu của mẹ thấy những đứa con mình khỏe mạnh trong tay, chẳng có tiền nào đâu chẳng điều chi bằng việc Tết có gia đình ta có sức khỏe thì cái Tết của mẹ giàu to. Dạ, alo mẹ ơi, tên năm mẹ con về trên nhá, cày thêm chút để ra một ít quả thôi, còn đâu cần xa hoa, nhưng sức khỏe phải sớm nhà thêm một chút, cần một chút đâu có thể chỉ phải ước mơ sang giàu, vì giàu của con là khi mẹ ba vẫn khỏe mạnh ở bên con, chẳng có tiền nào đâu chẳng điều chi bằng việc Tết con.